Hello, muốn chào quý anh chị và các bạn nha. Hôm nay team review bất động sản thì đang có mặt ở Lai Ổn thuộc xã Hồ Nai Ba, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Hôm nay thì giới thiệu cho quý anh chị và các bạn một cái bất động sản mà có thể mình làm xưởng mộc, có thể mình làm xưởng cơ khí được luôn. Thì cái xưởng này nó đang tọa lạc ở giáo sư Lai Ổn, cách giáo sư Lai Ổn khoảng chừng 200m. Thì đây là đường trước của cái lô đất này. Đường này thì mình sẽ lên kia và đi vào trường mầm non nhé. Còn phía này thì mình sẽ đi ra nhà thờ Lai Ổn. Đường này thì có thể sang được trường cao đẳng nghề Hòa Bình này, ra được ngã ba phát triển này. Và mình cũng có thể di chuyển đường này ra được quốc lộ 1A luôn. Thì sau đây thì Thắng sẽ đi vào chi tiết của cái bất động sản. Thì bạn Trung và bạn Thảo sẽ giới thiệu rõ hơn về pháp lý, diện tích cũng như là giá cả để cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo nha. Rồi theo chân Thắng. Em đang đứng ở trước đèn của cái sản phẩm của mình. Thì cái lòng đường của mình anh chị này, lòng đường rất rộng luôn, xe tải đi thoải mái, lòng đường của mình là hơn 8m. Thì đất của mình có điện ba pha anh chị nhá. Có điện ba pha, đây là điện ba pha đi vào trong xưởng luôn. Và xưởng của mình là có nước vào tận nơi. Rồi, bây giờ đây là cái mặt tiền xưởng mình đây. Mặt tiền xưởng mình ngang từ bên đây qua bên đây là 12m rưỡi. Tổng diện tích là 256m2, có hơn 100m thổ cư. Đấy, mặt tiền của mình là hơn 12m rưỡi. Sản phẩm của mình hai mặt tiền. Mặt tiền đây là mặt tiền đầu tiên và em sẽ dẫn chị xuống mặt tiền thứ hai nha chị nhé. Mình vô xưởng. Em mời anh chị vào trong xưởng mình. Anh chị thấy không? Xưởng đã hoàn thiện 100% hết rồi. Đổ bê tông này kia anh chị vô chỉ là sản xuất thôi. Đó. Đây chính là khuôn viên của cái phía trước của mình, ra cái mặt tiền phía trước. Còn bên này mình sẽ ra mặt tiền phía sau. Hiện tại bây giờ chúng ta đi ra mặt tiền thứ hai anh chị này. Đây chính là cổng sau của mặt tiền thứ hai. Cái bề ngang của cổng mặt tiền thứ hai của mình là 7m rưỡi. Bề ngang của nó 7m rưỡi nha chị nha. Đây chính là cái lòng đường mặt tiền thứ hai, chị thấy không? Rất là rộng, 5-6m. Và đường bê tông thoải mái hết. Đó, bây giờ tiếp theo thì Trung sẽ nói cho anh chị biết là cái sản phẩm này phù hợp với mô hình kinh doanh gì. Và thứ hai giá cả của nó. Rồi, em xin mời anh chị. Cũng như anh chị đã biết, khu Hôn Nai là khu vực làng nghề về làm đồ gỗ, thủ công, mỹ nghệ. Đấy. Thì cái xưởng này nó rất phù hợp với những người mà muốn kinh doanh về mặt hàng đồ gỗ cũng như là làm kho hoặc là cái đây là sở cơ khí cũng được. Tại vì cái khu vực này là cái lượng công nhân về làng gỗ thì rất là đông, anh chị em có thể tuyển dụng một cách nhanh chóng. Đấy. Ngoài ra thì khu vực này là cái xưởng này nó tiếp giáp một cái đường rất lớn, xe to, xe tải, xe công đi đều được hết. Thì qua những cái tiện ích vừa rồi thì cái quỹ đất mà kiểu như thế này ở khu vực hôm nay gần như là rất là hiếm. Và quý anh chị muốn quan tâm đến lô đất này thì có một mức giá thì cực kỳ là tốt ở thời điểm hiện tại. Thời điểm này thị trường đang rất là khó khăn. Thời điểm trước là chủ ra bán phải là từ 3 tỷ mấy 4 tỷ. Hiện tại giá chủ muốn chốt về một cái giá là 3 tỷ. Giá là giá cực kỳ rẻ mới so với diện tích, so với lại mặt tiền rộng như thế này, phù hợp để kinh doanh. Các anh chị quan tâm thì liên hệ với nhóm. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi hết video này. Ngoài ra khu vực này anh em chúng tôi đang còn rất nhiều bất động sản tương tự để cho quý anh chị mà thời điểm này muốn đầu tư hoặc là mua với một giá tốt hơn thị trường thì hãy liên hệ với anh em chúng tôi. Anh chị em nào mà có sản phẩm bất động sản muốn ký gửi em chúng tôi thì hãy liên hệ với team thì bất động sản đẹp, rẻ, pháp lý rõ ràng. Chào anh chị.